mình là Nguyễn Thùy Trang, là founder của Tiến Trung Alpha. Rất vui được đồng hành với mọi người trong video clip ngày hôm nay. Cá nhân mình thì đã có hơn 10 năm học tập và giảng dạy tiếng Trung. Và trong suốt cả cái quãng thời gian đó thì mình nhận ra một vấn đề của người học, đó chính là họ đã học rất nhiều lớp học, nghiên cứu rất nhiều tài liệu, dành rất nhiều thời gian nhưng vẫn chưa thu nhận được kết quả xứng đáng. Nói cách khác là họ vẫn chưa học tập được một cách hiệu quả. Vậy thì nguyên nhân do đâu? Mình đã rất là đau đáu về vấn đề này và mình đã rút ra được một điều, đó là họ học tập, họ dành rất nhiều thời gian nhưng họ chưa có cho mình một phương pháp đúng. Và mình nghĩ rằng bất kể chúng ta làm một điều gì đó, một công việc gì đó, khi mà chúng ta nắm được quy trình á, tức là từng bước chúng ta phải làm như thế nào, thì cái điều đó, cái điều mà chúng ta cần làm á, nó sẽ thuận lợi suôn sẻ hơn rất là nhiều. Nó giống như là việc khi chúng ta đi ngoài đường ấy, mà chúng ta cầm trong tay một tấm bản đồ thì chúng ta sẽ đi đến đích nhanh hơn. Thật ra trên thực tế là bạn không cần bản đồ, bạn vẫn có thể đi đến đích bình thường, nhưng chắc chắn một điều rằng nếu bạn có bản đồ trong tay thì bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức và cả tiền bạc nữa. Vậy nên trong video clip ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái quy trình học tập hiệu quả. Và quy trình này các bạn có thể áp dụng với học tiếng Trung nhưng cũng có thể áp dụng cả với những ngôn ngữ khác nữa. Không biết là bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa? Và nếu các bạn sẵn sàng rồi thì chúng ta bắt đầu thôi nhé. Về việc học ngoại ngữ thì mình hay so sánh rằng nó giống như việc chúng ta đang xây một ngôi nhà. Và xây nhà thì đầu tiên là phải xây gì mọi người nhỉ? Chính xác, đầu tiên là chúng ta phải xây móng nhé. Và nền móng của việc học ngoại ngữ đó chính là việc học phát âm. Nói đến đây thì có thể sẽ có một vài ý kiến cho rằng ủa, cần gì phát âm chuẩn, nói cứ hiểu nhau là được, cứ nói cho hiểu nhau là được, đúng không ạ? Thì ý kiến này thật ra cũng không sai. Tuy nhiên cá nhân Trang thì cho rằng cùng mất một khoảng thời gian, công sức và tiền bạc như vậy, chúng ta nên lựa chọn cái chuẩn mực để mà chúng ta học tập. Và thật ra thì kỹ năng phát âm á, nó sẽ chi phối toàn bộ các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết về sau của các bạn. Trang lấy ví dụ nhá. Chữ này các bạn sẽ đọc là gì ạ? Tiếng Việt nào? Lung linh, đúng rồi. Lung linh, đúng không ạ? Và khi cá nhân bạn đọc được là lung linh thì dù bạn có nghe người khác nói là lung linh, em ơi hôm nay bầu trời sao lung linh hay là ánh đèn điện lung linh, thì bạn vẫn sẽ nhận được nó là lung linh. Nhưng mà cá nhân bạn khi mà đọc là lung linh á, thì nghe người ta nói là lung linh hay lung linh thì mình cũng rất là mơ hồ, đúng không? Và chắc chắn trong đầu mình sẽ đặt ra câu hỏi là ủa, l cao hay l thấp? Nhưng mà tiếng Việt thì không có l cao l thấp, n cao n thấp mọi người nhá. Tiếng Việt sẽ chỉ có gì? L và n. Vậy tại sao họ lại gọi là l cao l thấp ạ? Bởi vì họ mơ hồ trong việc phát âm, họ không phân biệt rõ được, nên là họ phải dùng hình dáng của chữ cái để gọi tên nó, chứ còn thật ra l là l và n là n. Thì ở đây tiếng Trung cũng như vậy thôi. Làm sao mà bạn có thể nhận ra được một từ nếu mà chính bạn còn phát âm sai từ đó, đúng không ạ? Và ngoài ra thì mình sẽ lấy thêm một ví dụ này nữa để các bạn hiểu được tầm quan trọng của phát âm nhé. Các bạn hãy nghe hai câu này và các bạn xem là câu nào nó hay hơn, được không ạ? Câu đầu tiên là Lào sư, nǐ shuō shěmě? Câu số 2 là Lào sư, nǐ shuō shěmě? Chắc chắn là rất nhiều bạn sẽ cảm thấy câu số 1 nghe nó hay hơn, nó thuận tai hơn và nó sang mồm hơn, đúng không ạ? Vậy thì mất cùng một cái công sức học tập như vậy, tại sao chúng ta không học lấy cái tốt hơn? Mình nghĩ rằng giữa tốt và tốt hơn thì bạn xứng đáng nhận được cái tốt hơn. Và chính bởi vì cái việc học phát âm nó quan trọng như vậy, nên với các bạn, những người mới lần đầu tiên tiếp xúc với tiếng Trung, những người đang bước đi bước chân đầu tiên, thì mình hy vọng rằng các bạn hãy thật sự trọng thị nó, hãy dành thời gian, tâm sức của mình để củng cố cái nền móng phát âm thật là vững chắc trước khi đi những bước xa hơn. Và có một điều rằng sẽ không ai vào nhà chúng ta khen là ôi móng nhà bác đẹp thế, đúng không ạ? Nhưng không có móng thì không có nhà. Vậy nên mình muốn nhấn mạnh ở đây rằng cho dù việc học phát âm ban đầu nó có hơi khô khan một chút, nó hơi vất vả một chút và thậm chí nó có thể là hơi khó nhằn một chút, nhưng mà hãy cố gắng lên, bởi vì không có móng thì không có nhà. Rồi sau khi mà chúng ta đã xây dựng và củng cố thật là vững chắc cái nền móng phát âm của mình rồi á, thì chúng ta sẽ cùng xây đến thân nhà nhá. Thân nhà ở đây chính là việc học từ vựng. Chính xác. Mình hay so sánh rằng việc học từ vựng nó cũng giống như là cái trải nghiệm tiêu tiền của chúng ta vậy. Các bạn ở đây chắc hẳn là đều đã có trải nghiệm tiêu tiền rồi, đúng không ạ? Và các bạn có đồng ý với Trang một điều rằng khi mà chúng ta đi ra bên ngoài mua sắm á, thì cầm càng nhiều tiền trong túi chúng ta càng tự tin, có phải không? Dù là chúng ta mua một áo 500 nghìn thôi, nhưng mà chúng mình cầm đi 5 triệu hay là 15 triệu, 20 triệu thì cảm xúc nó sẽ hoàn toàn khác biệt. Đó, bất luận là các bạn có dùng hết số tiền trong túi hay không, nhưng cứ càng nhiều thì tôi càng tự tin. Và việc học từ vựng cũng như vậy thôi. Các bạn sở hữu càng nhiều từ vựng thì khi đi giao tiếp ở bên ngoài với người bản xứ, các bạn sẽ càng tự tin, bất luận là các bạn có dùng hết số từ đó hay không. Mình chưa từng thấy một cuộc hội thoại, một cuộc trò chuyện nào nói một phát hết 3.000 từ cả. Tuy nhiên, nếu các bạn thực sự sở hữu 3.000 từ thì cái tâm lý giao tiếp của các bạn sẽ khác hẳn. Đó. Và có hai từ khóa để giúp cái việc học từ vựng của các bạn được suôn sẻ hơn, đó chính là chủ động và liên tục.
Các bạn hãy chủ động ưu tiên những cái từ vựng, những cái lĩnh vực nào mà mình thực sự cần và nó giúp ích thực sự cho đời sống, cho công việc của các bạn thì mình ưu tiên nó trước. Còn liên tục là sao ạ? Không ai kiếm tiền một tháng mà tiêu cả đời cả. Và chúng ta cũng không thể kỳ vọng vào việc là chúng ta chỉ học từ vựng trong 1-2-3 tháng mà dùng cái vốn liếng đó để đi giao tiếp cả đời, đúng không? Nên là chúng mình hãy liên tục bổ sung và tiếp nạp vốn từ vựng của mình nhé. Và đây có một lưu ý là khi mà nền móng vững chắc thì các bạn muốn xây nhà bao nhiêu tầng là tùy ý các bạn. Tương tự với việc là khi mà phát âm của bạn đã vững chắc rồi thì các bạn muốn học bao nhiêu từ vựng đó là quyền của các bạn. 1.000 từ, 2.000 từ, 3.000 từ hay là hàng chục ngàn từ đi chăng nữa thì đó là quyền của các bạn. Và phần cuối cùng để hoàn thiện ngôi nhà học ngoại ngữ của chúng ta đó chính là phần mái. Phần mái nhà ở đây chính là việc học ngữ pháp. Mình đồng ý với các bạn rằng ngữ pháp là một phần vô cùng quan trọng của ngoại ngữ. Tuy nhiên với những người mới học, với những manh chiếu mới như chúng ta thì tạm thời chúng ta nên gác nó sang một bên. Bởi vì sao nhở? Bởi vì nếu chúng ta vừa mới học thôi và với mỗi câu chúng ta nói ra cứ phải đắn đo suy nghĩ là ở sắp xếp như thế nào ta, chủ ngữ đứng đâu, vị ngữ đứng đâu, tân ngữ đứng đâu, phó từ đứng đâu, bổ ngữ rồi các thứ đứng đâu thì sao nhở? Vô hình chung chúng ta sẽ bị hạn chế đi cái việc là chúng ta nói một cái tiềm thức, chúng ta sẽ bị chậm đi rất là nhiều. Và khi mà giao tiếp với người bản xứ ấy, đôi khi là chờ các bạn sắp xếp xong một câu đúng ngữ pháp ấy, thì họ đi mất rồi, họ không chờ các bạn đâu. Vậy nên điều mà mình muốn lưu ý với những bạn mới học ở đây là chúng ta trước mắt hãy ưu tiên vào việc học phát âm thật là vững chắc. Sau đó thì hãy liên tục, hãy chủ động và liên tục bổ sung cái vốn từ vựng của mình, rồi mang cái vốn liếng đấy đi giao tiếp thực tế. Và trong quá trình giao tiếp thực tế đấy kết hợp với học tập, rèn luyện, chúng ta sẽ dần dần hoàn thiện được vốn ngữ pháp của mình. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng tóm tắt lại một chút nhé. Để có thể học một môn ngoại ngữ mới và cụ thể ở đây là tiếng Trung thì chúng ta cần phải bắt đầu trước tiên với gì nhỉ? Chính xác là việc học phát âm nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ bổ sung vốn từ vựng của mình một cách chủ động và liên tục. Cuối cùng là chúng ta sẽ đi hoàn thiện cái mái nhà, đó chính là học ngữ pháp. Những điều mình chia sẻ trên đây đó chính là một quy trình học tiếng Trung hiệu quả. Đây là quy trình mà mình đã áp dụng thành công với chính bản thân mình, cũng như là chia sẻ nó với rất nhiều lứa học trò khác. Vậy nên mình hy vọng rằng nó cũng giúp ích được cho các bạn, những người đã dành thời gian để xem đến cuối video này. Nếu các bạn cảm thấy nó thật hữu ích thì hãy like, share và đừng quên ấn subscribe để có thể theo dõi nhiều video clip hay ho thú vị hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào chị.